khung cảnh của buổi tối đây nhé cả nhà. Hôm nay thời tiết rất là nóng nực, ở nhà không chịu nổi cả nhà, vì vậy là mình quyết định xách cần đi câu đêm, và bây giờ cũng là 10 rưỡi rồi. Rồi xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã tiếp tục quay trở lại. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trên một khung cảnh rất là quen thuộc, đó là con sông sông Giòn đây nhé cả nhà. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi câu cá như mọi khi thôi, vì thời gian này nó vẫn đang còn rảnh. Rồi mời cả nhà tiếp tục theo dõi xem thử chúng ta có câu được con cá gì hay không ngay. Xin mời cả nhà theo dõi. Mồi thì mình đang ngoắc xong rồi nhé cả nhà, bây giờ mình sẽ vẹt ra câu. Biết khó hay không nhưng mà rất là thích đi câu, lâu rồi cũng chưa đi này. Được vừa thời gian vừa rồi là theo chặt măng mới đi làm măng nè, với là lên rừng quay mấy cái clip về nướng dê và làm măng chua, cho nên là không đi câu được. Bây giờ rảnh là tranh thủ đi thôi cả nhà. Cần câu thì mình đã vẹt ra rồi, bây giờ thì lên đây là uống chè, hút thuốc, đơn giản thôi, thư thả, đi câu cá giải trí, là hình thức giải trí lành mạnh nhất. Mọi người có cá ăn, có cá tươi thì thôi, vấn đề là có câu được cá hay không thôi. Ở nhà ở đây là họ đi lưới về cả nhà này. Những người mà họ đi câu là họ sáng to họ mới về. Còn đây là những người họ đi lưới, họ đánh vác đồ hôm một kéo ấy. Trời, nãy giờ chưa có ông nào sơi mồi cả. 11 giờ 15 rồi. Ngồi nửa tiếng mà chưa có nè. Cả nhà. Con rêu cá to à. Cá to lắm cả nhà. Cá to lắm. Đi được rồi cả nhà. Đi được rồi. Trời,
vật vã bên đó nãy giờ này. Ôi trời ơi, to này, con này phải 2 cân, phải 2 kg. Lâu rồi vì mình mới câu lại được con cá to về đây cả nhà này. Ôi à, con cá này nó không phải mắc bên bên miệng, nó mắc đây này. À, nó mắc đây cả nhà này. À, từ trước đến giờ nè, từ trước đến giờ mới đi câu mà lại như vậy này, mà cá mà lại không mắc trên miệng mà lại mắc giữa thân cái này. À hay à, thôi nói sao thì nói, cứ lấy được cá là hạnh phúc đã. Bây giờ thì to quá, mình không thể ăn một mình nổi, mình ăn một mình không hết, có lẽ mình sẽ rủ bạn của mình ăn cùng. À, con cá này là từ trên nước hai xuống này, chứ con cá mà nó ở nước mặn lâu là nó sẽ đỏ và đen, đây là nó hồng, hồng sẫm cả nhà. Rồi bây giờ thì mình cứ trống này đã, còn mình mà ngày mai mình sẽ tính sau, sẽ giải quyết sau. Quá tuyệt vời luôn cả nhà, vật vã với em nó nãy giờ. Bây giờ là trống này cái đã. Trống nó đã, tính sau. To lắm, trời. Thì do là khi đêm là muộn quá cho nên là mình ở một mình thì mình không ăn hết được. Bây giờ thì mình đưa về để mình trống mình hồ, và bây giờ mình sẽ bắt đầu xử lý cá và làm món sashimi nhé cả nhà. Đấy, mời cả nhà tiếp tục theo dõi ngay. Quá to lắm cả nhà. Cả nhà này, còn phải 2 lô. Mình sẽ lại ăn ra nhé cả nhà.
À, bây giờ thì bọn mình sẽ đưa xuống dưới sông, xuống dưới thuyền ấy, bọn mình chế biến tiếp và sẽ câu cá tiếp nhé cả nhà, cả nhậu cả câu cá nhé cả nhà. Đấy, đây là thành quả của khi đêm, còn bây giờ thì cứ đi ra ngồi câu xem được có hay không thôi, cũng không quan trọng nữa vì đã có cá rồi. Đây này, bây giờ bọn mình sẽ ra cái chỗ này, cái điểm mà mình hay câu cá đây này, vừa câu cá vừa uống rượu nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi ngay. Đi rửa thớt nè, tí nữa mình sẽ ra cá. À, rồi mình sẽ phi lê cá nha cả nhà. Cá tàu. Dao cùng quá. Bây giờ chưa mải đó, không biết mải nào. Đừng dỗi nữa. À. Dao mèo rồi. Không, không dao mèo đừng. Em lấy cái đầu em luộc cho anh cu. Luộc như cái đầu luôn. Mình sẽ tiếp tục lấy gia vị, lẹng gia vị cắt ớt cắt tỏi nhé cả nhà. Cái tỏi đó, đúng một tỏi hành đúng không? Được rồi, ừ. La mừng vô. Đây là mọi hỗn hợp, đây là mình đã trộn xong rồi cả nhà này. À, được rồi. À, cho đầu vô. Cho da vô. Để đâm rồi. Đây. Đã xong nhé cả nhà. Bây giờ là làm nước chấm xong là tiêu diệt thôi. Đây này, làm muối chanh chấm này. Còn đây là chấm vịt làm nước tương này, đó, làm hai loại nước chấm. Đây thì cũng sắp chín rồi. Để về chặt đã. Nước này. Okay. Đây là làm nước chấm tương cả nhà này. Ủa, trời, thơm quá bà con ơi. Quá thơm quá ngon. Cái là đầu của cá hồng này, hai lô này. Với cái bộ lòng nó kìa, với bộ lòng của nó với trời cái dày dày ăn nó
nhíp pin đời luôn đó, nhíp cắt nha. Đây là từng từng lẹt nha cả nhà. Đấy. Để ăn chín luôn à. Quá tuyệt vời. Rồi xong. Mời cả nhà, mời cả nhà đến nhá, ăn thưởng thức mình ăn món cá hồng của siêu to khổng lồ của anh Cu nhá. Hôm nay anh Cu câu được con cá hồng 2 kg, rồi anh Cu mời mình xuống ăn 4 lòng cá hồng và gỏi cá hồng nhá. Ơi. Mời nhà nhà đây. Mời nhà nhà ra. Mời nhà nhà. Ồ, chấm bột tường này. Đúng bài luôn. À, cái năm nay ăn. Ăn luôn. Mình một cái đầu với cái bột lòng. Ồ à. Ta chỉ chẳng uống đâu. Thôi đấy, uống. Cá hồng sashimi. Không ăn ăn cá sống đâu. Lòng ngon vậy mà nấu anh em. Lòng hai con hai lu ăn nếu đi. Không lấy rồi. Kiếm. Vui lắm. Cá luôn. Lòng miếng ức ức dựng nè. Bức áo luôn. Nóng quá. Ngon, ăn sạch sạch luôn. Cá đúng bài luôn ạ. À. Cạo dầu la. Cạo với cho đi sữa. Đi nhậu. Cá ăn cái mình chợ vậy nè. Nó cứ tông gần nhiều không? Hả? Tông gần nhiều. Nó cù, cù nó kiện nó dễ luôn dễ luôn. Mình biết là cá ăn mình nữa. Cá ăn nó làm phát mình là bất hồn rồi luôn đó. Lỡ lên con á. Hai cu nè. Đã kéo căng nè.
Điểm nào? Con cá này anh câu chơi cái chỗ thuyền anh hay đậu đó. Không phải câu đây. Mà anh thích câu đây hơn. Câu đây cá to nhiều hơn. Hay có cá to hơn. Đây dạng là dạng nằm đây à? Ừ, dạng. Câu đó cái chỗ là ban cá đi rồi. Ban cá nó vô rồi. Miếng cả nhà ơi, mời cả nhà ra cho hai thanh niên này uống thôi, mình đọa không uống nổi đó. Uống bộ măng măng ngon, măng quyền cầm đi à, có hụt trong đó, trong đó tỏi ra hết à. Cái nhà miếng ăn măng măng rừng vẫn ngon nha cô ạ. Đúng rồi, bữa anh cho em hộp chế nè. Em cũng thích rồi, vì ngoại Mỹ hai Mỹ là cho nó nè. Ngâm vậy, ngâm vậy, ngâm vậy. Ngâm ạ? Đố để lâu không cô? Cũng ngâm như không phải anh. Anh cũng là ngâm giấm hay ngâm gì á? Ngâm muối à? Ngâm có nhiều cách ngâm. Không hết, mà ngâm để lâu. Anh cũng là. Anh ngâm để năm đó à? Ừ, em để lâu. Biết mình bỏ lạnh là ngâm, để năm. Để tủ lạnh à? Tủ lạnh nha. Ui. Nè, à, cái ý cho em nè. Không. Cái này ngon đấy. Anh ăn đây à? Tinh dạ bất kể cái loại gì, từ con động vật, từ rừng hay biển hay là ăn gì, có xương là ăn rất ngon. Ừ. Thiệt chứ? Lạc tôi anh đi. À, làm tôi đó không ngồi làm gì mà xin nhớ gì. Thôi mình thì đã ăn xong rồi, còn hai thanh niên này thì đang ngồi uống, bây giờ là mình sẽ pha nước chè uống và tiếp tục ngồi câu cá. Có thử có ông cá hồng nào dính không nào. Thôi mời nhà uống chè á, còn hai thanh niên đang ngồi quá, mình câu uống chè câu cá thôi. Hai ông cũng ngồi uống đây nè. Chắc là câu nãy giờ thì cũng có rồi. Cần câu ngâm nãy giờ hôm nay đi không may mắn như hôm qua cả nhà. Thì bây giờ thì nãy giờ mình cũng đã quay video dài lắm rồi, thì đây chắc chắn cũng là những hình ảnh cuối cùng của tập phim ngày hôm nay. Chúng ta sẽ phải gặp nhau trong một tập phim khác. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và cảm ơn cả nhà đã xem video của mình từ đầu đến cuối ngay. Và nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho mình ngay. Bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại mình phiên bản mới nha. Chào, bye bye.